Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pharm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Folina được sản xuất tại Biofarm. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Folina cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Folina Canxi Folinat, Folinic Acid, Lecovarin, 15mg Dạng bào chế Viên nén Thiếu máu là gì? Bệnh thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Công dụng và chỉ định của thuốc Folina. Trung hòa tác dụng độc do dùng methotrexate liều cao. Thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu axit folic. Phối hợp calcium folinate với liệu pháp fluorouracil trong điều trị ung thư đại trực tràng muộn. Cách dùng và liều dùng của Folina. Cách sử dụng. Dùng đường uống. Liều dùng tham khảo. Trung hòa tác dụng độc do dùng methotrexate liều cao 15mg trên m2 ra cơ thể trên 6 giờ dùng trong 72 giờ. Có thể dùng 5 đến 7 ngày, sau đó giảm liều và chuyển sang uống. Nên dùng calcium folinate sau vài giờ chuyển methotrexate liều cao. Thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu axit folic 5 đến 15mg trên ngày. Phối hợp calcium folinate trong ung thư đại tràng 4-200mg trên m2 trên 24 giờ. Chống chỉ định của folina thiếu máu ác tính và thiếu máu khác do thiếu vitamin B12, có thai, cho con bú. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Lưu ý, thận trọng khi sử dụng Folina. Có nguy cơ tiềm ẩn khi dùng Folinat canxi cho người thiếu máu chưa được chẩn đoán vì thuốc có thể che lấp chẩn đoán thiếu máu ác tính và các thể thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ khác do thiếu vitamin B12 thận trọng khi dùng folinat canxi phối hợp với fluoresceau vì folinat canxi làm tăng độc tính của fluoresceau. Cần thận trọng khi dùng liệu pháp phối hợp này cho người cao tuổi và người bệnh suy nhược. Sử dụng ở phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Chống chỉ định của Folina cho phụ nữ có thai và cho con bú. Ảnh hưởng đến người lái xe và vận hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Folina. Hiếm có dị ứng, liều cao, rối loạn tiêu hóa, khó ngủ, trầm cảm, kích động. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Các thuốc kháng axit folic tăng phản ứng phụ khi phối hợp với 5FU, không trộn với dung dịch na hydrocarbonat. Liều cao axit folic có thể làm mất tác dụng chống động kinh của phenobarbital, phenytoin và primidin và làm tăng số lần co giật ở bệnh nhi nhạy cảm. Lượng nhỏ folinat canxi dùng toàn thân vào dịch não tủy, chủ yếu dưới dạng 5 đến metin -tetra Tuy nhiên liều cao folinat có thể làm giảm tác dụng của metotrexat tiêm vào ống tủy sống. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Folina, đồng thời biết cách sử dụng Folina sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé! Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.